Dạ vâng, xin chào tất cả quý các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình có một cái mẹo nhỏ nữa muốn chia sẻ với các bạn. Cái lỗi này thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong cái trường hợp ví dụ như là khóa cặp này, rồi khóa của ví này, rồi đơn giản là khóa quần hoặc là khóa của áo khoác. Thì sau cái thời gian sử dụng thì các bạn sẽ gặp cái tình trạng tương tự như này. Tức là cái chỗ nó thì nó ăn khóa nhưng chỗ thì lại không, nó tông toác như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, kéo đi kéo lại. Đấy, nó có chỗ ăn, chỗ không. Thì tại sao nó lại có hiện tượng như vậy? Thì các bạn biết đấy, thì do khả năng là cái ví của chúng ta nhiều khi là chúng ta đúc nhiều giấy tờ quá, nó bị căng thì dẫn đến là nó bị dạo ở cái chân của nó. Và một cái đặc điểm nữa đó chính là khi mà chúng ta sử dụng kéo ra kéo vào nhiều á thì bao giờ nó cũng bị mòn hoặc là nó bị giãn ở cái chân khóa, thì dẫn đến là khi đến những cái điểm nhất định thì nó kéo được, có những điểm nó lại không kéo được. Vậy thì cái cách khắc phục như thế nào? Thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ kiếm một cái kìm như thế này, thì chúng ta sẽ lấy một cái kìm nó nhỏ nhỏ một chút. Đấy, các bạn sẽ cặp vào cái đầu này, tức là chúng ta ép xuống một chút. Ép xuống một chút để cho nó chặt hơn một tí. Thì chúng ta sẽ khắc phục được cái hiện tượng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Kéo phát luôn. Đấy, khi kéo thì chúng ta sẽ kéo đi kéo lại một vài lần. Rồi, đấy các bạn nhìn thấy không? Hoặc nếu nó khó kéo quá thì chúng ta có thể là bôi một ít sáp nến vào để cho nó trơn tru hơn cũng được. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rồi, video của mình chia sẻ với các bạn hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn hãy thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình. Các bạn nhé.